bao da điện thoại Vertu Iron Lip da Togo tại Kỳ Lân Luxury là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai sở hữu dòng điện thoại Vertu Iron Lip đẳng cấp. Đây là sản phẩm cao cấp được thiết kế riêng biệt, mang đến sự tinh tế và sang trọng trong từng chi tiết. Tất cả đều tạo nên một thiết kế vừa vặn, chắc chắn, giúp người dùng cảm thấy an tâm và hài lòng khi sử dụng. Bao da không chỉ nổi bật với vẻ đẹp thẩm mỹ mà còn bảo vệ điện thoại một cách toàn diện. Chất liệu da Togo cao cấp được Kỳ Lân Luxury tuyển chọn kỹ lưỡng, giúp chống lại các va đập, trầy xước và bụi bẩn, đảm bảo cho điện thoại của bạn luôn trong tình trạng hoàn hảo. Bên trong bao da còn được lót một lớp vải mềm mại, bảo vệ tối ưu cho màn hình và các cạnh của điện thoại. Bao da Vertu Iron Lip da Togo do Kỳ Lân Luxury cung cấp không chỉ là một phụ kiện bảo vệ mà còn là biểu tượng của đẳng cấp và phong cách sống thượng lưu. Đây là sự lựa chọn lý tưởng cho những doanh nhân và người yêu thích sự tinh tế, sang trọng. Khi cầm sản phẩm trên tay, mọi người sẽ cảm nhận được sự tự tin và đẳng cấp vượt trội. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.